Tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại sứ Nga tại Trung Quốc cho biết Mỹ và các đồng minh sử dụng biện pháp trừng phạt và quyền bá chủ của đồng đô la làm vũ khí để đạt được các mục tiêu chính trị của mình. Tổng thống Tây Tổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gửi lời mời tới Tổng thống Syria để cùng hợp tác tiến hành các cuộc đàm phán nhằm khôi phục quan hệ song phương thưa quý vị hôm qua thống đốc tỉnh vorone của nga ông alexander gusev cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một khu định cư ở huyện podgorensky sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái uav được cho là của lực lượng vũ trang ukraine theo hãng tin tass trên ứng dụng telegram thống đốc gusev nêu rõ tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một khu của huyện pororensky nơi xảy ra sự cố với uav vào ban đêm các thiết bị nổ vẫn tiếp tục kích hoạt một trong các vụ nổ đã dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà kho của một ngôi nhà dân. Ngọn lửa đã được dập tắt và không gây thương vong. Quan chức trên cũng cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nhà chức trách đã sơ tán cư dân trong ngôi làng đến các cơ sở tạm trú và đóng cửa một đoạn đường cao tốc. Thưa quý vị, đại sứ Nga tại Trung Quốc, ông Igor Mogulov hôm qua cho biết, Mỹ và các đồng minh sử dụng các biện pháp trừng phạt và quyền bá chủ của đồng đô la làm vũ khí để đạt được các mục tiêu chính trị của mình. Tại cuộc thảo luận về triển vọng của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại diễn đàn hòa bình toàn cầu, đại sứ Mogulov nói, bởi và các đồng minh sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp như một công cụ ép buộc như nước như Nga, không đồng tình với việc sử dụng đồng đô la làm vũ khí để đạt được các mục tiêu chính trị. Theo ông, trong nỗ lực khôi phục mô hình đơn cực của trật tự thế giới, phương Tây đang tạo ra các đường phân chia theo logic ban đối đầu và không khoan nhượng khi cố gắng buộc các quốc gia ở Nam Bán Cầu phải đứng về phía mình. Diễn đàn Hòa bình Toàn cầu do Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, tổ chức thường niên từ 2012. Diễn đàn có sự tham gia của các nhà ngoại giao, đại diện cơ quan chính phủ và các chuyên gia từ Trung Quốc và nhiều nước. Chỉ là năm nay, tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 có chủ đề Cải thiện quản trị an ninh toàn cầu, công lý, đoàn kết và hợp tác. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua cho biết nước này sẵn sàng gửi lời mời tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad bất cứ lúc nào để cùng hợp tác tiến hành các cuộc đàm phán nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, Tổng thống Erdogan khẳng định chúng tôi sẽ gửi lời mời đến Tổng thống Assad. Ankara muốn khôi phục quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ Syria trở lại như trước đây. Chúng tôi có thể gửi lời mời bất cứ lúc nào. Ông Assad sẵn sàng. Năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với Syria sau khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động quân sự xuyên biên giới chống lại các lực lượng mà nước này do là mối đe dọa với an ninh quốc gia, đồng thời thành lập một vùng an toàn ở miền Bắc Syria và đóng quân tại đây. Ông Erdogan cho biết Ankara sẽ đáp lại bất kỳ động thái tích cực nào từ Damascus. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Mohammed al Asudani cũng có khả năng góp phần tạo điều kiện cho việc liên lạc giữa hai bên. Ông Erdogan nhấn mạnh, Tổng thống Putin có quan điểm tổ chức cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Iraq cũng có cách tiếp cận riêng của mình. Chúng tôi luôn nói về việc hòa giải và tôi nghĩ các nước láng giềng sẽ đảm nhận tốt vai trò trung gian. <laughs> Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống đắc cử Masoud Pezeshkian sẽ tuyên thệ nhậm chức cho Quốc hội vào đầu tháng 8 với tư cách là Tổng thống thứ 9 của quốc gia hội giáo này. Ở Mosaba Sosefi, thành viên ban điều hành quốc hội Iran cho biết lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 4 hoặc là 5 tháng 8. Tổng thống sẽ có 15 ngày để trình quốc hội danh sách các bộ trưởng dự kiến trước khi cơ quan này bỏ phiếu tín nhiệm. Theo quy định, tổng thống đắc cử của Iran phải tuyên thệ trước quốc hội trước khi chính thức nhậm chức. Lễ tuyên thệ diễn ra sau khi tổng thống đắc cử nhận được sự chứng thực chính thức từ lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Bayeskian đã giành chiến thắng trong cuộc cử vòng 2 diễn ra vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Trưởng cử viên Saeed Shalili, thường đối bảo thủ. Nhà cải cách 69 tuổi đã giành chiến thắng với hơn 16 triệu phiếu bầu, khoảng 54%, trong khi ông Shalili giành được hơn 13 triệu, khoảng 44%, trong tổng số khoảng 30 triệu phiếu bầu. Người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề tù nhân của lực lượng Houthi, ông Abdul Qadar Al-Mutada, hôm qua tuyên bố đã kết thúc vòng đàm phán trao đổi tù nhân mới nhất với chính phủ Yemen tại thủ đô Muscat của Oman. Vòng đàm phán kéo dài 7 ngày bắt đầu từ 30 tháng 6 được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chỉ thập Đạo Quốc tế nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài suốt một năm qua về việc trao đổi tù nhân giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi. Ông Al-Mutada cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển về các vấn đề quan trọng, bao gồm việc trao đổi danh sách tù nhân và trả tự do cho ông Mohamed Katan, chính trị gia thân cận với chính phủ Yemen. Các bên cũng nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán kế tiếp sau 2 tháng nữa. Trong thời gian chuẩn bị, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi sẽ tập trung vào việc hoàn tất và kiểm duyệt danh sách tù nhân nhằm đảm bảo tính chính xác trước vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, hôm 3 tháng 7, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, ông Hans Grunberg, tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thả những người bị giam giữ liên quan đến cuộc xung đột nổ ra vào năm 2014. Trong đó, lực lượng Houthi đã chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Cảnh sát Ấn Độ hôm qua cho biết hai binh sĩ và sáu nghi phạm đã thiệt mạng trong hai cuộc đấu súng riêng biệt ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát. Tổng thanh tra cảnh sát Kashmir, ông Vihi Kumar nói với hãng tin AFP rằng chính quyền trong vùng lãnh thổ tranh chấp đã thực hiện hai hoạt động khác nhau tại các ngôi làng ở quận Kungam. Ông cho biết hai thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng trong khi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn. Cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể của sáu nghi phạm khủng bố. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công ở vùng lãnh thổ tranh chấp. Ấn Độ và Pakistan đã tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng Kashmir với đa số người Hồi giáo và trải qua ba cuộc chiến để giành được quyền kiểm soát khu vực thuộc dãy Himalaya này. Các cuộc xung đột đã khiến hàng chục ngàn dân thường, binh lính và quân nổi dậy thiệt mạng. Hồi tháng 6, chín người Ấn Độ hành hương đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tay súng nổ súng vào chiếc xe buýt chở họ từ một ngôi đền ở khu vực phía nam Riyasi. Đây là một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong nhiều năm và là vụ đầu tiên nhằm vào những người hành hương theo đạo Hindu ở Kashmir kể từ năm 2017, khi cái tay súng giết chết 7 người trong một cuộc phục kích khác trên xe buýt. Thưa quý vị, sớm nhất là hôm nay, chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố những biện pháp nhằm đối phó với các bác sĩ thực tập sinh đang đình công để phản đối cải cách y tế. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Y tế Jo Kyo-hong, Dự kiến hôm nay sẽ tổ chức họp báo công bố các giải pháp trước tình hình các bác sĩ thực tập vẫn không phản hồi gì trước các biện pháp xoa so dịu của chính phủ nhằm khuyến khích họ trở lại làm việc. Bộ trưởng Cho trước đó đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn vào đầu tháng 7 nếu tình hình không chuyển biến vì các bệnh viện cần chuẩn bị tuyển dụng bác sĩ thực tập và bắt đầu khóa đào tạo vào tháng 9. Chính phủ Hàn Quốc ban đầu chỉ đạo các bệnh viện không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của các bác sĩ để ngăn họ tìm công việc khác. Tuy nhiên, lệnh này đã bị hủy bỏ vào cuối tháng 6 để bình thường hóa hoạt động. Các bác sĩ thực tập đã đình công gần 5 tháng qua để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y, lần đầu tiên trong 27 năm qua. Khủng hoảng y tế càng trở nên tồi tệ hơn khi các giáo sư y khoa từ những bệnh viện lớn cũng tham gia đình công. Thủ đô Mexico City của Mexico thường trải qua mùa đông khô ráo với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nhưng biến đổi khí hậu đang gây ra những thay đổi hết sức tiêu cực. Do sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, thành phố thủ đô này đã phải hứng chịu nhiệt độ cao và lượng mưa giảm trong những năm gần đây. Mexico City, nơi sinh sống của 21 triệu người đang trải qua cuộc khủng hoảng nước. Những cư dân như anh Pablo Irutita không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thích nghi. Anh cho biết, kể từ đầu năm nay, chúng tôi đã phải đối mặt với các vấn đề về nước. Đã có nhiều đợt cắt giảm bất ngờ và nguồn cung cấp của chúng tôi bị hạn chế. Tuy nhiên, hóa đơn tiền nước của tôi vẫn giữ nguyên, dù có hay không có nước. Vị trí địa lý của Mexico City khiến nơi đây, đây dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, anh nói thêm. Mexico City nằm ở thông lũng trên cao nguyên ở độ cao trung bình 2.240m, nếu muốn bơm nước cần nguồn lượng năng lượng khổng lồ. Cách đó 120 km, nguồn nhiệt trữ nước của thủ đô đang cạn kiệt. Hệ thống Curasmala gồm 7 hồ chứa đang ở mức thấp nhất lịch sử do nhiệt độ cao. Mùa mưa chưa bắt đầu và cơ sở hạ tầng cũ kỹ làm rò rỉ tới 40% nguồn nước. Đây là vấn đề không chỉ ảnh hưởng Mexico City mà còn ảnh hưởng toàn bộ khu vực một người dân địa phương là ông Abraham Anaya cho biết tất cả cộng đồng xung quanh hồ chứa này đều thiếu nước mưa đến trễ và ảnh hưởng đáng kể đến chúng tôi xa hơn về phía hạ lưu ở Valle de Bravo hồ chứa cuối cùng trong hệ thống được cấp nước bằng dòng suối tự nhiên chỉ đạt 28% công suất một người dân địa phương khác là ông Francisco Camacho cho biết đây là bể chứa nước của Mexico City và mực nước đạt mức báo động đỏ khi tiếng chuông báo động vang lên từ xa, chính quyền Mexico City sẽ cần phải nghe thấy nó. Ông Camacho cho biết thêm, Mexico có rất nhiều nước đủ tất cả mọi người. Điều chúng tôi không có là văn hóa bảo tồn nước. Trong khi đó, anh Irurita khẳng định, nước có những công dụng thiết yếu, chúng ta cần bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nước vì là một nguồn tài nguyên. Tôi tin rằng nó sẽ quan trọng như dầu mỏ trong thế kỷ 21. Tình trạng thiếu nước không chỉ báo động ở Mexico, các cuộc khủng hoảng tương tự cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến các Cape Town ở Nam Phi và São Paulo ở Brazil.